Hello, xin chào các bác nhá. Hiện tại thì em đang có mặt tại cái vườn đào. Đây là ở dưới Quảng Linh nhỉ, chị nhỉ? Ở dưới Quảng Linh nhá các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem cái vườn đào ở dưới này. Đấy, đào thì hiện tại mùa này thì nó chưa ra hoa. Đấy, nhưng mà em sẽ quay toàn cảnh cái vườn đào ở dưới này cho các bác xem cách bà con ở dưới này chăm sóc cái vườn đào ở dưới này nhé. Ok. Em chào chị. Đây là đang xới cỏ hả chị? Đang làm cỏ. Thế cái này là mình là trồng là từ bao giờ chị? Cái vườn đào đấy à? Trồng từ tháng 1 âm lịch. Tháng 1 á? À? Tháng 1 âm lịch vừa rồi ạ? Ừ. Đây là bên này thôi nhỉ? Em thấy bên kia là có một số cây to hơn thì chắc là trồng từ năm ngoái phải không ạ? Cái đấy chị trồng từ năm ngoái. Kia đấy. À. Kia các bác ở chỗ đầu bên kia là có một số cây to hơn này. Đấy. Đã trồng trước rồi. Đấy. Còn đây là những cái cây nhỏ này thì là mới trồng từ tháng riêng âm lịch vừa rồi nha các bác nhé. Đây là chị chủ vườn đang làm cỏ. Cái này trồng có khó gì không chị? Phải có kỹ thuật. Có kỹ thuật. Làm này là ngày nào cũng lọ mọ ngoài này chứ chị? Hay là đến ngày phun thuốc hay dọn cỏ thì mình ra được hả chị? Gần như ngày nào cũng phải có mặt em. À, ngày nào cũng phải có mặt ngoài này luôn ạ. Phải là chăm sóc cây này, cắt ngọn, tỉa cành, làm cỏ. Vâng. Chứng tỏ là chăm cái cây này là cũng tương đối là mất nhiều thời gian đấy nhỉ? Mất nhiều lắm chứ. Vâng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây là những cái cây đào mới trồng được từ tháng riêng. Cái này là mình thu hoạch một năm là mấy năm thì là dừng ở chị? Chỉ được 2 năm thôi. 2 năm à? 2 năm là mình bấm ngọn đấy nhỉ? Đây là những cái mầm đấy các bác. Đào này chị bảo là đào gì nhỉ chị nhỉ? À, đào phai cánh kép ạ. À? À, giống mới hả chị? À, đây là đời F1 luôn à? À đấy à. Vâng. Đấy các bác. Bác nào muốn tìm hiểu về những cái loại cây đào này thì có thể xem để biết nhá. Để cháu quay hai cô tí. Đây là mình phải thuê nhân công ngoài rồi chị. À. À. Cái vườn này của nhà mình là rộng khoảng bao nhiêu hả chị? 5 sào. 5 sào. Cái giống đào này mình bán có lúc năm ngoái mình bán có giá có được cao không hả chị? 400.000. 400.000 một cành nhỉ? Đây là cao nhất. À. Đấy là mình cắt cả cây cho họ luôn đấy à? Ừ, xong luôn. Vâng. Nhưng mà cái đào này là mình có đánh gốc hay là chỉ cắt đến đây thôi? Chỉ cắt thôi mà. À, chỉ cắt rồi. Cắt để họ chơi cành thôi phải không? Cái này tôi đánh gốc đây thì là cái này nó có thể sử dụng 2 năm mà. À đấy à. Vâng. Cắt được 2 năm nhưng mà sử dụng 2 năm. À. Đào này là đào cành nhỉ chị nhỉ? Chơi cành ấy hả? Nếu mà đào của gốc thì là một cái này cái con của nhà chị được ngày xưa nó bằng này. À. Đây nó bằng lúc ngọn mà nó cao được có 25 phân. Vâng. Mà chị đi mua thì giá 30.000 rồi. À, có nghĩa là giống giống gốc ấy. Giống gốc mà mới lên được 25 phân mà đã 35.000 một cây cây rồi. Ừ. À. Nó đắt mà chỉ phải cần được 2 năm. Vâng. Bình thường cái đào kia nó chỉ có 20.000 đến 10.000. Vâng. Nhưng mà cái mỗi loại đào thì nó lại có cái ấy khác phải không chị? Này thì là chủ yếu là người ta chơi cành là chủ yếu hả? Biết em lại đi mà xem. Vâng. Vâng. Đấy các bác có thể xem đấy, cảnh các cô đang làm vườn đấy, chăm sóc. Đây là mình cũng bón phân gà đó phải không chị? Ừ, phân gà, phân đầu trâu. À. Chỉ bón đầu trâu. À, đầu trâu hả chị? Cái phân đầu trâu nhỉ? Cái 1 cân. À. Nó giờ 14 một cân. Còn đây là kèm thêm cả phân gà nữa phải không? Đấy. Bác ngắm toàn cảnh cái vườn này. Này là bình thường nếu mà một ngày nhân công mình làm cỏ ở đây chắc phải bỏ ra cũng nhiều người đấy hả chị? Không kém. Nhiều người đang bỏ chị thả gà ra vườn để bắt.
À, đây là thả gà ra vườn để đuổi đấy. Nhưng mà biết đâu đến một thời điểm nào đấy, sang đến Tết, đến lúc mình được thu hoạch thì lúc đấy nó lại có cái thành quả riêng. Tiền để nhà chơi không để là còn... tiền để nhà không để mang ra đây thả ra để đuổi. Để đuổi đây không biết thế nào. À. Nhưng mà năm ngoái mình cũng bán được ít thôi phải không chị? Nó mới phải không? À. Thôi thì hy vọng là Tết năm nay là bà chủ là sẽ có một cái vụ mùa thu đào bội thu vậy. Tết năm nay em đi qua đây em lại quay về nhà chị em xem. Nhớ là 20 tháng 12. Vâng. 20 tháng 12. Ừ. Âm lịch là bắt đầu thu ấy ạ. Ừ, lúc đó là đẹp nhất. Vâng. Thì là 22 bắt đầu cắt rồi. À. Rồi. Lúc em đến đây mà nó không còn vườn bị cắt rồi ấy. Vâng. Thì sẽ bị chỗ nào có chỗ kia không có nữa. Vâng. Có nghĩa là trước 20. Trước 20 là còn đẹp. Vâng, trước 20 âm lịch là nó còn là đẹp. lên gọi là vườn vẫn chưa bán phải không? Ừ. 22 là chỉ bán. Vâng. Đấy các bác, chị chủ có chia sẻ là đây là chị đang cũng đang gọi là đầu tư ở đây, cũng là gọi là rất là nhiều gọi là hy vọng vào cái vườn này phải không chị? Hy vọng. Vâng. Chị đầu tư vào vườn này đã mất nhiều tiền chưa chị? Khoảng ước khoảng tầm bao nhiêu rồi ạ? 50 triệu ạ. Vâng. Cả giống rồi, phân bón rồi, tất cả mọi thứ ạ. Công cán. Vâng. Công mình làm ít. Vâng, công mình làm là không tính mà. Vâng. Đấy, 50 triệu vào cái vườn này. Vừa chị bảo là 5 sao nhỉ? 5 sao. Chào các cô. Các cô làm vườn đây ạ. Cháu ở đâu? Cháu ở tận Bắc Giang cơ. Ở Bắc Giang nhỉ? Vâng. Cháu đi qua đây thì cháu thấy cái vườn đào đẹp đẹp thì cháu xuống cho quay. Giới thiệu. Không ạ, con làm vlog các thứ thôi. Vâng. Chứ không phải phóng viên không biết gì cả. Dạ. Đúng rồi, cùng quê với bà Tân luôn đấy ạ. Nhưng mà bà Tân bà ấy giỏi lắm, mình thua bà Tân nhiều thứ lắm. Bà Tân bà ấy toàn khổng lồ. À, bà Tân toàn siêu to khổng lồ thôi. Được lên truyền hình nhiều, lên TV nhiều. Thì lúc nào các cô rảnh về thì cứ về cái kênh Hậu Quê ạ. Hậu Quê á? Vâng, cô cứ đánh chữ Hậu Quê là nó ra. Thế à? Vâng, Hậu Quê là nó ra cái tên kênh đấy là... chắc khoảng độ tầm 3-4 hôm nữa. 3-4 hôm nữa thì cháu chỉnh sửa xong thì cháu đăng lên. Có mặt ở trên đấy không? Có đấy. Cô chào khán giả đi. Đấy. Chào khán giả. Cô tên là gì nhỉ? Cô tên là Phơi. À cô gì ạ? Cô tên là Phơi, Phơi lắm. À cô Phơi ạ. Vâng đấy. Đấy cô Phơi nhỉ. Cô có con ở đâu đi làm xa làm giết gì không? Có à, cũng đọc ở làm một công ty ở gần đấy thôi. À đấy à, vâng đấy. À, mình cháu là trên Bắc Giang. À đấy à, cũng người Bắc Giang à? Người Bắc Giang, người Sơn Động đấy. Bắc Giang. Cô tên là gì hả cô? Ừ, cô tên là Nguyệt. À, cô Nguyệt ạ. À. Đây là cô Nguyệt nhá. Đây, cô tên là gì cô ơi? Đấy. Dạ, bà cứ nói chuyện đi, không có gì phải ngại cả. À. Con đăng lên thì các bà lên xem cho vui mà, gì đâu. Ngại gì, con sợ mấy cái gì tù đâu mà. Cái này bình thường mà. À, có cháu ở trên nhỏ mà ai chứ rồi, bà mình đây rồi. Đúng rồi, đấy, ví dụ như là... có con cháu ở xa vào đấy, vào đấy xem đấy, bà đang đi xới cỏ đấy, vào đây vào xem. Quá, một cây mướt mát. Mồ hôi, một cây mướt mát đấy. Ở chúng mày có đi học xa nhà thì cố gắng mà học con ạ. Cố gắng mà cày. Cố gắng mà cày. Cuộc sới này bỏ ra bao nhiêu tiền, không biết là cuối năm thu được bao nhiêu tiền. Không biết là cuối năm có thu được không ấy là vấn đề. Không có hoa thì cơ mà. Vâng. Vâng, những cái cây này. Vâng. Nó đẹp, nó là vỏ nó cứ hoa. Vâng. Cây hoa bên kia là đẹp lắm đấy, đúng rồi đấy, ở bán thì chúng. Còn những cây kia là cứ phải tiền triệu thôi. Vâng. Năm được là mấy bà lại giờ không ai đi mượn làm gì nữa rồi, chỉ đi xới cỏ này để kiếm đồng rau đồng mắm ăn thôi. Không sao cô ạ, tuổi nào thì làm việc đấy ạ. Mỗi người một tuổi, mỗi người một việc. Mình tuổi yếu yếu rồi thì mình làm những cái việc nó gần nhà thôi. Cho món thanh liên nó bay. Công ty thì không ai có mượn nữa. Công ty ở tầm lớn tuổi là không 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 mượn nữa rồi ạ. Vâng. Làm sơ cho chủ thôi.
xong thì mình trồng mấy cây để chơi thôi. À, trồng ở nhà để chơi à? Ừ. Vâng. Thế xong nó to, tao đến tao mua lại bán xong mình lại trồng. Vâng. Thế thôi chứ không trồng nhiều như này. Nói chung là đầu tư này là cũng hơi bị tốn kém ấy nhỉ? Nhờ đấy. Vâng. Xong đến giờ tháng 10, tháng 11 rồi bắt đầu đi bật lá đằng thôi. Vâng. À. Cái này là cả năm mình cứ chăm sóc xong rồi đến chờ mới tận cuối năm mới được thu ấy nhỉ? Ừ, đây một năm. Vâng, năm một lần. Lại còn thêm thua ở là nó có hoa không nết cho nhiều có hoa thì đẹp đến Tết là cây nó còn to gấp đôi này nữa cơ. Vâng. Ừ. Sống không phải là cứ lao động mà có tiền mà mình hy vọng có hay không? Nói chung là cái làm cái này làm lông là nhiều cái là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nó làm nó đúng cái thời vụ đấy. Vâng. Mình biết cách chăm bón mà đúng cái điểm của nó ra hoa đấy, tháng 11 cọ xứ nó rồi. Vâng. Nhưng mình cũng phải biết cách hãm hết các thứ nhỉ chị nhỉ? Đấy. Chứ không phải là ấy đâu mà. Hãm hết nó lớn tháng 11. À thua thời tiết hết mà. Ừ. Ừ. Tháng 11 rồi bắt đầu bật lá. Mà. Thì trên chị cho bọn chủ làm mấy là làm đào này. À. Ở trên làng tôi chúng nó còn làm mấy mẫu đào nhiều lắm. Mấy mẫu đào cơ à? Vâng. À. Ôi dọc cái đường tàu ấy, cái kỳ gần Tết ấy nó hoa nó nở tận điện. À. Như cái này đầu ra mình có lo không hay là đầu ra thì không sợ vậy? Sợ thôi. À. Đầu ra thì không sợ, chỉ sợ mới có hoa không? Không. À, có hoa mới ở sợ nó lở sớm ấy à? Đúng đấy. À. Đầu ra yên tâm, còn cái Quảng Ninh này đầu ra yên tâm. Vâng. Thì nó hoa đẹp lắm. Gần, cái cây này đến Tết là nó cây này nó to gần gấp đôi rồi. Vâng. Phát triển vào mùa là nó phát triển mạnh nhất đây này. Đà xuống đáo này. Giờ tôi trồng cái cây đào mới 2 năm rồi nó to. To hơn cái cây đào này cơ. Cái đấy là mình cứ tỉa cành mình bán rồi. Không, chặt bán cả cây chứ. Chặt bán cả cây luôn. Ừ. Cắt gốc luôn. Nếu mà ai ta mua gốc thì mình cắt gốc. À. Ta đào cả gốc luôn. Thế còn ai mà mua chu cành thì mình chặt cành đi. À. Cấm muộn đi nó mới ra tán dài cái cây như này, cuối năm là cứ 1 triệu rồi lên. À. Không có dễ 1 triệu đâu. Đâu? Cái đào to này. Bây giờ nó thế này còn năm nay còn to nữa chứ có phải năm nó không đâu. Năm nay được bán là gì? Nó tùy theo chả biết đâu. Cái chuyện là nếu mà nó đủ hoa đủ đẹp mà lỡ đúng ngày Tết. Cháu có được 1 triệu cây đấy, cháu mua bán tải đi thôi. Thôi cứ nói gốc nọ bù gốc kia chỉ 500 thôi, gốc bé 500 là đã có xe quá. Vừa thôi. 500 là nếu mà một xào này của nó mấy chục cây con về à. À mà cứ mỗi cứ nó chỉ là 300 đi. À. Đã ra bao nhiêu tiền rồi? 200, 300. Là chỉ dòng 2 năm là bán thu hoạch là đẹp. Năm nay nhà lúa cây là cũng phải 500 cây to thì gần triệu, cây bé thì 500 bù nhau là cứ 500 hết. Bao nhiêu tiền mà xào? 700 cây. 700 cây chứ. Vâng. 700 cây. Đúng rồi. Con đầu trâu xanh như này, bớt ra như này, nó nở như này. Đây là gốc mà được bón bằng đầu phân đầu trâu. Đầu trâu với cả phân gà các bác. Gốc. Phủ rơm. Rơm này là để giữ ẩm à. Và giữ cỏ mới là giữ ẩm. Vâng. Cô vườn hoa của cô ở đâu ạ? À? À đâu kia. Chưa có hoa. Vâng. Cũng lát đá lồn rồi. Đấy. Các bác có thể ngắm cái vườn cây này. Vâng. Là cũng được tỉa cành rồi bón phân, xới cỏ. Đây làm rỗng ấy nước hết nhỉ, không nhỉ? Vâng, rỗng này là nước này thì ở đây có tiện không cô? À. Các bác có thể ngắm toàn cảnh cái vườn này. Là chủ có chia sẻ là đã đầu tư vào đây là mất 50 triệu rồi. Nhà anh cháu ơi. Vâng. Anh 50 triệu đây. Đây là bên này là cũng vườn của nhà mình luôn à hả chị? Đây là vườn. Đây là ngoài trồng đấy nhưng mà ít quá không có bán. À, có nghĩa là năm cũng trồng trước Tết rồi phải không ạ?
trước Tết rồi nhưng mà nó bé quá à? Bé quá, ít quá, không bỏ bán. Không à. Đấy, cô đang ngồi nghỉ, vừa đây đang sới cỏ cô kia. Cô nào bán thì dễ. Đông dìa đường này này, đông khách người ta đến là mua này. Tại vì ngay dìa đường này thì người ta đến là phát là người ta nhìn thấy luôn mà. Tô cái là họ ào đỗ, họ mua luôn. Nhiều công thì mới được thì vườn đẹp như này chứ. Nhiều công việc là không có tìm mình. Nhưng cái cành nhỏ này sau là mình cứ phải tỉa liên tục này, nó lên mầm lại phải tỉa. Vứt đi để cho nó phát triển lên trên cây. Có nghe mình chỉ giữ lại một đoạn ở trên này thôi ạ. Lúc mà người ta cưa, người ta bắn cây, người ta cưa ngang này này, để gốc lại lên lên trời. Thế còn ai mà muốn mua cả cây cả gốc thì lại đào hết cả lên, mua cái khác thì giống. Như là đào này là chủ yếu là người ta chơi, gọi là chơi hoa là chính rồi phải không ạ? Chơi hoa là chính. Vâng, chơi hoa là chính. Người ta dòng chơi hoa cái cành. Vâng. Chứ còn không phải là đào thế phải không? Đây là cái đào tự nhiên đấy, tự nhiên là người ta rất thích cái đào đấy. Đấy, đúng rồi. Ừ. Cành này thì Tết ra màu nó đẹp lắm. Đẹp mà. Vâng. Chị không cầm điện thoại đào. Vâng. Này nó đi ăn một cầm điện thoại thì năm cánh chị cũng để gửi lại cho em cái ảnh hoa. Vâng. Sẽ để nhà. Hy vọng thì Tết có dịp thì em sẽ quay lại đây, em quay lại toàn cảnh cái vườn đào này. Đẹp luôn. Đến giáp khoảng độ từ bắt đầu từ 20 giờ đi. Vâng. Thì bắt đầu là người ta bắt đầu ta cắt đào ở đây bán đấy. Vâng. Bán hôm 23 ông công táo. Vâng. Ừ, người ta đi chợ từ 20. Này là mình cũng phải mang ra chợ ấy à? Có khách người ta đến đây người ta mua không ạ? Có chứ. À, có nghĩa là khách nhà người ta xuống người ta cũng tại vườn người ta cũng mua. Ở đây thì chắc chắn là ở đường họ biết. Vâng. Họ biết ô tô họ đi họ nhông người ta mua người ta. Cái đến cái lúc giờ chắc phải thuê đông người đào lắm nhỉ. Ừ. Mình đợi cái năm ngoái cái đông một mình cháu một ngày mà cháu cắt ở cái ruộng vác lên trên xe được công được đến một ngày đến 2 giờ chiều cháu vác được hẳn một ô tô. Ừ, ô tô đó trên đường mình vác lên có tiền có động lực ngay. đúng rồi cắt cành công nhận. Vâng, cái này cắt cành cô không phải đào cả gốc. Đây này cứ cưa đây này cưa đây có phải buộc cháu vào. Tết này những cái cây nhỏ này nó có to bằng mấy cây bên này không ạ? À? Không phải tầm này á. To bằng cây này. Ừ, tầm này. Cái cây này cứ to đến Tết là nó to bằng cây này. Nó sang năm của lại là mùa phát triển của nó. Thế còn 15 bán thì ấy. Đây các bác, đây là 5 sào đào. Đấy, chỗ này diện tích là khoảng 5 sào. Đây là 700 hốc nhà chị nhỉ? 700 hốc. Đấy. Bác nào mà có yêu thích đào thì đi qua khu vực Quảng Linh này, chỗ này là Đông Triều ấy. Đông Triều ngay cổng tỉnh. À, ngay cổng chào ấy. Đây là xã Bình Dương. Xã Bình Dương, Đông Triều đấy. Có thể đi ngay quốc lộ 18 là có thể nhìn sang bên, phát là nhìn thấy vườn đào này luôn. Độ 200 mét. Đấy các bác có thể ngắm toàn cảnh cái vườn đào này. Thấy các cô là vừa đấy làm cỏ xong, bây giờ là đang nghỉ thôi. Đang nghỉ ngơi một tí. Giờ đấy, cỏ vườn cũng phải thuê nhân công làm đấy các bác. Gia chủ là cũng đi học hỏi kỹ thuật ở các nơi. Đấy. Còn đây là cái vườn đào mới trồng được hơn 1 năm các bác ạ. À đâu, chưa được 1 năm chứ. Từ tháng riêng vừa rồi, cô chủ bảo là từ tháng riêng vừa rồi. Đấy. Từ tháng riêng vừa rồi là bây giờ chưa được 1 năm. Đến Tết này bắt đầu thu được cái lứa bên này. Còn lứa bên này thì là gia chủ có bảo là năm ngoái thì cây nó hơi bé nên chưa thu được. Đây là cái dòng đào phai cánh kép các bác nhé. Thì cái đào dòng đào phai này thì người ta chủ yếu là chơi cành. Thì đến Tết thì sẽ cắt đến đây. Cắt đến đây. Đấy, để lại mầm để sang năm lại làm vụ nữa. Thì chị chủ có chia sẻ là cái này là có thể được 2 năm. Nhưng mà chị ơi, 2 năm thì mình có để được thêm 1 năm nữa không hay là chỉ được 2 năm nữa? Để được mà. Để bao nhiêu cũng được, nói chung để được nhưng mà nó không an toàn. À. Có nghĩa là sợ nó cái mắt kép không à. À. Nó bị thoái hóa hoa. Có nghĩa là nếu mà theo kỹ thuật thì là mình chỉ nên để 2 năm nữa. 2 năm hoa đẹp thôi. Vâng, 2 năm là hoa mới đẹp. Năm thứ 3 thứ 4 là hoa bé. Vâng, năm thứ 3 thứ 4 là hoa bé hơn. Cái này nó to quá. Chào các bác nhá. Em giới thiệu qua cái vườn đào đấy cho các bác xem thôi. Bao giờ có dịp mà Tết mà quay vào đây được thì bây giờ nó chỉ là màu xanh thôi. Bây giờ nó chỉ là màu xanh lá thôi. Bao giờ Tết mà lên hoa đẹp lung linh thì em quay lại em đây em có thể giới thiệu cái vườn đào này cho các bác xem. Đấy. Cảm ơn chị chủ nhà nhá, cảm ơn hai cô nhá. Cháu gọi là đi giới thiệu cái một tí cho bà con biết thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy toàn cảnh cái vườn đây. Đấy. Đây mà nó lên hoa là đẹp mê mắt luôn các bác ạ.
Đấy. Ok nhé các bác nhá. Bye bye các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Ok, bye bye.